chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay là mình đang chuẩn bị đi bay tiếp nè. Ồ. Đuối à. Chế độ zoom cho nên là nó bây giờ là mình đang bay hút đỉnh núi Phụng Hoàng Sơn luôn mọi người. Mình đang đứng trên đầu dò họ dập xuống đó. Cái cảm giác trên đây thật là lăng lăng mọi người. Gió rất là lạnh luôn. Mình phải kèm hai tay dữ lắm đó mới giữ yên cái dù lại. Đó, mọi người thấy dù hội không? Mình khép chân lại đó. Cái dù của anh Linh trước mặt mình đó. Đúng là cái cảm giác trên đây thật là sảng khoái, thật là đã mọi người ơi. Xuất phát rồi sau đó chúng ta vịch cái dù lại là chúng ta sẽ bay lên khỏi cái đỉnh núi Phụng Hoàng Sơn này. Thì mình bây giờ là đang ở trên khỏi cái đỉnh núi Phụng Hoàng Sơn rồi, mình đang trên đầu đỉnh núi Phụng Hoàng Sơn. Các bạn thấy cái bãi đất màu trắng trắng ở dưới không? Đó là cái chỗ mình sẽ đáp xuống đó. Có một cái chỗ bãi nhỏ ở dưới đó, thì chỗ mình sẽ đáp xuống. Và thật là tiếc nha các mọi người, đó là mình không có quay được cái cảnh đáp, tại vì camera mình hết pin và mình cũng không hay luôn. Nên mọi người thông cảm nhé.
Bye.
dù có động cơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.